lắm vậy đâu hết, phải chỉ một chỗ đấy. Đưa đưa thì kể tôi chứ. Gốc cho nhiều đó. Đấy mà. Ờ, đấy là tiền của tôi mà. Tôi muốn gốc thế nào thì tốt chứ. Thế là anh đừng có chuyện với bạn thế được. Đấy là quyền của tôi muốn làm gì thì để thôi. Chờ
trời mưa như thế này mà rác khắp nơi nó đổ về đây, mọi người không có ý thức là gây ra hậu quả môi trường rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng lắm anh ạ. Vừa ảnh hưởng đến sức khỏe rồi vừa ảnh hưởng đến môi trường, làm mất cảnh quan môi trường, anh thấy không?
như vậy đâu, thế ảnh hưởng môi trường đấy. Đừng đánh giác thì kể tôi chứ, góp cho nhau đó đấy mà. Ờ, đấy là quyền của tôi mà, tôi muốn góp thế nào thì tốt chứ. Thế là ảnh hưởng môi trường các bạn, thế này đó. Đấy là quyền của tôi muốn làm gì thì kể tôi.
Chắc nhanh cháu ơi nhá, cho bà làm vậy thì ổn dưỡng buổi trưa quá.
Mình sâu là bạc làm thêm nữa. Giờ lấy mấy cái quả này cho cháu bồi dưỡng sức khỏe nhá. Mấy chị làm thế là sai đấy, làm thế là ô nhiễm môi trường lắm đấy. Vậy là bọn tôi không biết, là bọn tôi cho xuống đây thôi. Lần này xin lỗi, lần sau tôi không làm vậy nữa. Đấy, lần sau đừng làm thế.
là làm thế là sai đấy, là mua phế đâu nhưng mua sửa lắm ấy. Mày làm mà tôi không biết làm, bọn tôi có sửa đây thôi. Lần này sửa là sai không làm gì cả. Thế là xong rồi. Tao
ở sạc ở bên bên xung quanh xuống đi, sạc xuống đi, sạc xuống bên đây.
nhưng mà đợi to ra được thì để không đấy giờ mình trên đấy chắc nó đi đâu cái cầu đấy. Yep. My God, my God.